Hello, xin chào quý vị và các bạn trở lại với fanpage và kênh YouTube của Hoàng Nha TV. Tiếp tục trong các chương trình review của trạm y tế chia sẻ kiến thức, thì hôm nay tôi làm một video mới kính tặng mọi người. Thì trước khi xem video này, mọi người đừng like, subscribe, chia sẻ video này đến tất cả người thân, người quen, quý hàng của mình đang có nhu cầu tìm bất động sản nha, chào mọi người nhé. Không như hơn thì đây chính là những động lực giúp tôi làm nhiều video hay. Thì nói chung là dạo gần đây khách hàng của tôi họ hỏi về khu đô thị Mỹ Gia, thành phố Nha Trang phía Tây thì nằm ở đâu, và họ hay nghe đến từ gói, nói cả bao nhiêu gói. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái video chia sẻ vị trí cụ thể từng gói cho mọi người biết được cơ bản nhất về khu đô thị này nhé. Đây là một video cơ bản thôi, còn từng chi tiết từng gói nào thì tôi sẽ làm một video khác từ xúc tích hơn mọi người nhé. Rồi chúng ta bắt đầu đi nào. Đây, trước mắt chúng ta là chính là cái màn hình Google Maps của cái khu đô thị phía Tây thành phố Nha Trang, toàn cùng cảnh quan đây. Thì đây chính là khu đô thị Mỹ Gia này, tổng thể khu đô thị Mỹ Gia đây, nằm trong cái vòng tròn con chuột mà tôi đang đưa lên này. Đấy. Thì từ đây về đến quảng trường và đến biển thì khoảng 3 cây số thôi, về đến chỗ này với chênh khoảng 2 km thôi mọi người nhé. Thì tổng quan khu đô thị Mỹ Gia nằm ở xã Vĩnh Thái thành phố Nha Trang, nằm sát cái trục đường đi Đà Lạt, quốc lộ 27C. Bây giờ tôi xin phép được chuyển cái màn hình nó như thế này chúng ta dễ xem hơn. Đấy. Thì như thế bắt đầu thì theo trục vòng bánh giáp là chúng ta đi từ siêu thị Cốt Mắc Lương Phong này, siêu thị Cốt Mắc này. Đó, chúng ta di chuyển về hướng Tây khoảng 1 km thôi, đi qua khu thị Vi Sen Phước Hải như khu thị Hà Quang, chúng ta sẽ gặp cầu Lùng. Cầu Lùng ở đây, tiếp nối cầu Lùng là bên kia bờ sông chính là tổng thể của khu thị Mỹ Gia. Đấy, đường quốc lộ 27C chúng ta đi ở Lạt đấy. Thì tổng thể khu thị Mỹ Gia là bao gồm 8 gói khu đô thị và một khu tái định cư mọi người nhé. Đấy, thì chúng ta đi từ tổng thể của Nha Trang, chúng ta đi về hướng Tây thì đi qua cầu Lùng, thì chúng ta gặp đầu tiên là bên phía tay phải. Bên tay phải chúng ta đây, cái chỗ con chuột tôi đang di chuyển này, đó chính là khu thị Mỹ Gia gói 5. Thì Mỹ Gia gói 5 thì thuộc chủ tư là chủ tư Thái Hưng mọi người nhé, một chủ tư Hòa Bắc. Thì có trụ sở tại tòa nhà điện lực ở đường Lê Thánh Tôn mọi người nhé. Đấy, toàn bộ này Mỹ Gia gói 5 bao gồm liền kề biệt thự và có một số công trình tiện ích nằm dọc đường Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 7C. Rồi, đối với Mỹ Gia gói 5 theo hướng Nam thì chính là khu thị Mỹ Gia gói 4 mọi người nhé. Đấy, khu thị Mỹ Gia gói 4 rất là nhỏ thôi, nằm trong khu vực này, rất là nhỏ gọn. Ngoài đây thì có cảnh quan phục vụ cho công viên và các công trình công cộng sau này. Thì khu thị Mỹ Gia gói 4 là thuộc chủ tư Thái Xuân mọi người nhé. Đây là cũng một chủ tư đến từ miền Bắc. Đấy, đây là khu Mỹ Gia gói 4 này. Đấy, đi qua sông là bên tay trái, còn gói 5 là bên tay phải. Rồi, chúng ta đi thêm một đoạn nữa thì đây có cái Nam Giác này này, tính là nơi mà tập kết các công trình công cộng như trường học, chợ và trường mẫu giáo, tiện ích công viên nằm ở đây mọi người nhé. Đấy, thì tiếp nối với vị trí này bên góc phải đây chính là khu thị Mỹ Gia gói 7 An Khánh. Thì khu thị này thuộc chủ tư Vĩnh Thái mọi người nhé. Đây là một trong những cái vị trí rất là đắc địa và đẹp. Đấy, thì tiếp giáp với khu thị Mỹ Gia gói 7 chính là khu thị Mỹ Gia gói 8, cái khu thị mà hiện tại cái tên tiếng Anh gọi là Capella de Capella đấy mọi người. Đây là một khu thị mà nhà phố khép kín đầu tiên tại Nha Trang đấy. Mọi người thấy hiện tại thì Google Maps coi hạ tầng rất là đẹp, có nhiều liền kề xây xong nhà. Đây là một khu vực mà chúng ta sẽ xây nhà phố để bán cho khách hàng đấy, rất là rộng. Rồi đây, đây thì nằm sát với Mỹ Gia gói 5 cũng như sát với Mỹ Gia gói 8 mà mặt ra bờ sông như thế này chính là khu thị Mỹ Gia gói 6. Đây là một trong những gói mà trong kế hoạch thôi chứ chưa được mở bán mọi người nha. Nó thuộc gói Riverside của tổng quan KVG de Capella, rất là đẹp. Đấy, diện tích khá là rộng. Đó là chúng ta
hướng bên tay phải từ trung tâm thành phố Nha Trang sang thì tôi đã vừa tôi giới thiệu các bạn là 1, 2, 4 gói rồi. Rồi tôi giới thiệu bên tay trái mọi người nha. Bên tay trái lúc đầu tôi giới thiệu đến Mỹ Gia gói 4 là nằm ngay vị trí này. Rồi tiếp giáp với khu thị Mỹ Gia gói 4 là khu thị Mỹ Gia gói 2 và khu thị của Mỹ Gia gói 3. Thì một điều đặc biệt là khu thị Mỹ Gia gói 3 là nằm sát cái trục đường Võ Nguyên Giáp cũng như quốc lộ 27C nằm đây mọi người nha. Tiếp giáp và sát đây luôn thì khu thị Mỹ Gia gói 3 thì cùng chung với chủ tư với khu Mỹ Gia gói 4 luôn, tức là chủ tư Thái Xuân đến từ miền Bắc. Rồi nằm sát với khu thị Mỹ Gia gói 4 gói 3 chính là khu thị Mỹ Gia gói 2 là đây, trong cái tôi đang vẽ đây này đó. Thì là cũng của chủ đầu tư Khánh Vĩnh luôn mọi người nhé. Một cái điểm đặc biệt là hiện tại trong 8 gói Mỹ Gia này thì chủ tư của gói 2 này, gói 7, gói 6 và gói 8 là chung một chủ đầu tư mình nhé. Mọi người nhé, thì sẽ có nhà chủ tư ngay đây, có nhà chủ tư ngay vị trí này, ngay chỗ coffee Mỹ Viên này. Đó, mọi thủ tục pháp lý giấy tờ thì chúng ta đều vào đây làm việc, có bạn admin để làm việc với chúng ta. Đó, rồi tiếp giáp với khu thị Mỹ Gia gói 2 chính là gói 1 và khu tái định cư thì sát với nhau luôn mọi người nhé, nó nằm gần với ủy ban và trường học. Mặc dù đây là một trong những khu thị chỉ hình thành chỉ trong khoảng từ 4 đến 5 năm thôi, tính cả cái lúc mà họ bắt đầu cải tạo đất đến nay thì 4 đến 5 năm, nhưng mà mọi người thấy cái mật độ nhà cửa phủ đầy không, rất là rộng phải không ạ, và đẹp, gần như là kín trong bên gói 2 rồi này, nhà rất là đẹp. Và tôi ở Nha Trang tôi biết là gói 2 là một trong những gói mà tập trung dân trí tốt nhất, toàn là người có điều kiện trong này họ về đây ở. Thứ nhất là vừa được diện tích rộng, thứ hai là khá gần thành phố, chỉ cách 3 km là về trung tâm thành phố rồi, quá thuận lợi không ạ. Và vừa rồi thì ngay cái vị trí đây này sát với trường học này thì đã bắt đầu khởi công xây bệnh viện đa khoa rồi đấy. Một bên này trường học cũng đã làm rồi này, mọi người thấy tiện ích xung quanh rất là đầy đủ cho căn nhà chúng ta. Và về giao thông á, thì ngoài cái con đường cầu Lùng này mà tôi giới thiệu mọi người thì có một trục này là trục đường Phong Châu, cầu Phong Châu này cũng kết nối thẳng ra đường Lê Hồng Phong của trung tâm thành phố luôn, cũng khá là gần đó. Thì chúng ta cũng đi vào được khu thị Mỹ Gia, chúng ta vào cổng Mỹ Gia gói 2 luôn, và sau đó kết nối thẳng với cái gói của khu thị Mỹ Gia. Và nói một đánh giá một cách tổng quan thì đây là một quần thể khu thị rất là đẹp, và chỉ đáng trong vòng 5 năm tới thôi thì sẽ không khác gì bên trung tâm thành phố Nha Trang với mật độ dày thế này và diện tích quá nhỏ, giá đất quá đắt đỏ đúng không ạ. Mọi người tìm hiểu về cái giá đất đó, thì có thể biết được là hiện tại thì dọc bên này, bên phía khu thị Hà Quang 2 này và khu thị Vi Sinh Phước Hải thì giá đất rẻ nhất cũng rơi vào khoảng từ 40-50 triệu mét vuông rồi. Trong khi đó giá đất bên kia cầu chính là bên khu thị Mỹ Gia đấy, là có những gói rẻ nhất thì rơi vào khoảng 19 triệu một mét vuông thôi. Tôi nói nha, 19 triệu mét vuông thôi mọi người nhé. Có những gói là gói 7 này và gói 2 đây đẹp nhất thì rơi vào khoảng 22 triệu, 23 triệu là đẹp, có một liền kề 100 mét rồi. Thế cho nên mọi người thử tính toán về tương lai xem, khi mà 2-3 năm tới khi mà mật độ dân cư lấp đầy khoảng 30% nữa thì chắc chắn giá đất ở này ít nhất thì dao động khoảng 30-40% nữa, có nghĩa là chúng ta đang mua vào khoảng 20-22 triệu thì 3 năm nữa chắc chắn nó khoảng 28-30 triệu, là hoàn toàn có cơ sở mọi người nhé. Với thiết kế đẹp của chuẩn khu thị này, cảnh quan này và các tiện ích kèm theo phải nói là quá đẹp luôn. Thì hôm nay tôi làm một video ngắn này thì giới thiệu sơ bộ với quý khách hàng về các khu thị Mỹ Gia, để cho nhiều quý khách hàng là nghe tới nhưng mà không biết nó nằm đâu đó, thì có thể hình dung được nó khu thị Mỹ Gia nằm ở đâu và nó gồm bao nhiêu gói. Đây là một những thông tin cơ bản nhất để chúng ta đi tìm bất động sản. Hy vọng đây là những thông tin bổ ích cho quý khách hàng. Quý khách hàng có nhu cầu thì liên hệ chúng tôi, có số điện thoại trong phần mô tả, chúng tôi sẽ có những sản phẩm tốt nhất và đẹp nhất để trả lời quý hàng để chúng ta an cư cũng như chúng ta đầu tư dài hạn mọi người nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Bye bye.